Xin chào tất cả các bác. Và buổi trưa hôm nay em sẽ mang tới và giới thiệu, giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ để bàn của người Đức. Và chiếc đồng hồ này nó có tên thường gọi là chiếc đồng hồ bâu. Đây là một chiếc bâu của Đức được khảm đồng với các họa tiết hoa văn thì đều được làm hoàn toàn bằng chất liệu đồng đúc chứ không phải là mạ đồng các bác nhé. Mặt số tròn này, số hạt na mã này, nhưng bên trong nền mặt là mặt đúc đồng hoa văn. Tất cả mọi chi tiết đều được làm bằng đồng hết. Đây là một chiếc bâu, có thể nói là một chiếc bâu cao cấp. Tại vì sao? Vì những chiếc bâu các bác thường gặp ấy sẽ là những chiếc bâu khảm gỗ, nhưng chiếc bâu này là chiếc bâu khảm đồng các bác nhé. Các bác nhìn chất liệu đồng được khảm này rất là vàng và cực kỳ là sáng. Những chiếc như này các bác trang trí trong không gian phòng khách hiện đại thì cực kỳ là phù hợp, nó mang lại một vẻ đẹp phong cách rất là châu Âu. Đây, các bác có thể nhìn nhá. Số na mã hạt này nổi bật trên một nền mặt đúc đồng có chân dung hình người này, hoa lá đầy đủ hết này. Và với ba lỗ ổ cót sẽ cho các bác là tiếng chuông điểm bing bong, nghe rất là vui tai. 30 phút và điểm theo giờ. Một phần là mặt số cực kỳ tuyệt vời nha, rất là đẹp và được đúc rất là dày, các bác nhìn này, rất là dày dặn. Mặt thiên thần này, các hoa văn đặc trưng của một chiếc bầu này, các chi tiết khảm đồng các bác nhìn này, các chi tiết khảm đồng rất là sáng nha, rất là sáng. Mặc dù chiếc này đã được sản xuất rất là lâu rồi nhưng gần như là nó còn nguyên vẹn 100%, nên các bác có thể nhìn đây, chất liệu đồng khảm tuyệt vời, rất là sáng và cực kỳ là bắt ánh sáng nha. Những chiếc như này các bác mà trang trí trong không gian phòng khách thì nó bắt sáng, toàn bộ chiếc bầu này sẽ thành màu vàng, rất là đẹp. Rồi, vẫn là một bộ máy FHS của người Đức. Đây em sẽ tháo quả lắc ra để các bác có thể nhìn kỹ hơn về phần thiết kế của bộ máy. Vẫn là một bộ máy FHS Gemini. Có thể nói bộ máy cũng có thể đẹp trên 93%. Đằng sau thiết kế phần đọc âm bằng hoa văn đồng cũng rất là tỉ mỉ các bác nha, rất là đẹp luôn. Để các bác không phải đợi lâu thì em cùng với các bác sẽ đi thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ bâu để bàn này. Sẽ đem lại cho các bác tiếng chuông điểm bing bong. Bắt đầu điểm giờ. Rồi, đây là điểm giờ và bắt đầu 30 phút tiếp theo. Một âm thanh rất là tuyệt vời với một thiết kế hình mẫu rất là đẹp của người Đức. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng. Giá em sẽ công khai dưới phần nội dung video. Xin cảm ơn các bác.